Sứ không gọi bằng bưởi nữa. Thiệt mau quá, mới đó mà đã 7-8 năm. Chị nè, làm sao anh ba anh biết mình ở trong này gian nan ra sao hả chị? Phải anh mà biết cái năm tụi nó bắt chị lên quận, ép chị viết tờ ly khai chồng. Chị xé tờ giấy đó, rồi bị nhốt vô chuồng sống. Biết gì được,
thì chắc cũng nghe nói chung chung chứ làm sao mà biết rõ được. Sao con và ba có giống nhau không? Khổ ghê, hồi biệt tâm biệt tích anh ba thì hai mẹ con rủ rỉ than thở với nhau, bây giờ có tin thì lại khóc, thiệt là hết biết. Thôi hai mẹ con ở đó mà khóc cho đã thèm đi, tôi đi kiếm má cho má coi. Má hay rồi, má nói má ra bãi kiếm tôm cá gì rồi chiều nay làm bữa cơm. Cha, mới có cái thư của anh ba mà bà già làm tiệc rồi ta. Tiệc tùng gì? Nghe nói chiều nay có anh Tám Chấn với chú Ngạn về, má mới... Anh em rồi võ trang tiêu điện của chú hiện đóng ở đâu? Ở nhà ông Tư Đờn á, mình ghé qua đó chút đi anh. Ừ, anh cũng muốn ghé thăm ông Tư Đờn. Ờ, lâu rồi không rảnh ghé được. Trời ơi, từ ngày ông già bị giặc đâm mù mắt, hễ nhớ tới là cơn giận cứ trào lên ngực, làm anh nghẹn ở cổ. Có muốn về thăm ngoại không ta? Dạ. Ừ, dạ muốn. Ừ, vậy về Linh Quỳnh mai sáng qua ha. Dạ. Chú đi nghe chú. Chú cứ lời thăm ngoại nha. Dạ. Nghe nói kỳ này anh Tám làm bí thư huyện ủy phải không em? Đúng rồi, anh Tám đã được bầu làm bí thư. Em nghĩ anh Tám làm bí thư là đúng lắm. Chị nhớ hồi đen tối không? Chỗ nào cơ sở bị đánh phá dữ thì anh tới. Và dù cực khổ hiểm nguy tới đâu anh cũng tỉnh như thường. Ờ, lúc đó lần nào gặp ảnh chị cũng đỡ lo. Riêng chuyện với em và Ngạn, nhờ anh Tám xác minh rõ ngọn ngành. Chính do địch phao tin đồn về Ngạn, chứ không em còn khóc lâu. Út ơi! Má! Ủa, mới thấy nó đâu rồi cả? Anh Tám! Út! Anh Ngạn. Em Dương Út. Thúy. Ông Tám. Con đi học chưa hả? Dạ. Dạ con đi học rồi. Con đi một mình hả? Dạ ngoài đi với con. À. Bữa nào ngoài cũng đòi đi với con hết hả? Để nó đi mình ơn sao được. Đó thằng Tám coi, máy bay thì ổm rài cứ quần đảo rè rè, còn tàu sắt thì lâu lâu cặp mé biển thục Cà Rông dèo dèo. Đưa đón vậy mà vẫn phập phồng, hãy nghe máy bay thì thôi tim tao cứ đập lia. Phú hồ để nó đi một mình, rủi có máy bay biết hầm đâu trốn. Dọc đường mới bắt đầu hầm thiếu gì. Thằng Tám coi nó nói đành là có hầm, nhưng tao hỏi rủi hầm có đắng rít dưới thì sao. Con nít tới chừng quýnh là nó nhảy đại, có biết rắn rít gì đâu. Người lớn còn bị cái nạn đó hoài. Má em mà nhát lắm anh Tám ơi. Ừ, phải mà tao thì nhát. Dạ, dạ. Máy bay thì má sợ, sau hồi nằm khiêng mấy người bà con bị tụi nó sát hại, đứng trước khẩu súng của thằng Sâm thì má lại không sợ. Máy bay tao cũng sợ, sợ là sợ cho con cháu, cuộc đời nó còn dài. Chứ còn tao thì tao già rồi, sắp xuống lỗ rồi, còn sợ nổi gì hả Tám? Nói vậy chứ tao còn phải được mắt nhìn thấy cái cảnh thống nhất nước nhà, thấy mặt cụ Hồ, được thấy hai điều ấy thì tao nhắm mắt mới đành. Má, sớm muộn gì rồi cũng sẽ thấy hai điều đó. Chắc không Tám? Chắc thì không Tám? Chắc chắn chứ. Má, bây giờ chứ không phải như hồi đen tối. Hồi đó mình muốn sống yên, muốn thống nhất, nhưng Mỹ Diễm không chịu. À,
ai đòi thống nhất thì nó chặt đầu mổ bụng, chịu không nổi bà con mình đồng khởi. Đồng khởi lên rồi là mình đã tuyên chiến. Chừng nào mình giành được cuộc sống tử tế, đàng hoàng và đất nước mình độc lập, tự do thì mình mới chịu. Bằng không, mình không buông xuống. Đánh hoài à? Nếu nó còn ức hiếp mình thì mình còn đánh. Hết lớp này tới lớp khác. Chừng nào Mỹ rút hết mới thôi. Tao ngó Mỹ nó ngoan cố lắm. Biết chừng nào nó mới rút hết. Mình phải đánh nó mới rút. Thì Tây rồi đó cũng vậy. Ừ, thì tao cũng biết vậy rồi. Nhưng tao lo là lo cho tụi bay với sắp nhỏ thôi. Chồng vợ chia lìa, cha con xa cách. Chứ tao sợ gì. Mà đều nói thiệt với Tám nha. Già thì già, tụi bay tới đâu thì tao bươn theo tới đó. Đi đấu tranh hay là đi tiếp tế, nấu cơm cho bộ đội, mấy vụ đó tao cán được hết. Ủa, sao còn đứng đó, không đi làm cá đi con, chiều rồi đó. Rò cơm nước cho mấy anh mày nó ăn nghe. Anh Bà Kính nấu ai vậy? Của anh em. Còn bộ quần áo mới em gửi cho anh đâu? Thì anh em thiếu cho anh em bận. Lại cho. Để anh chị ba mới nhận được thư anh ba, anh hay chưa? Biết rồi. Sao? Anh ở ngoài Bắc vẫn đàng hoàng chứ? Xí, ở ngoài mà không đàng hoàng. Ai cũng được học tập thường xuyên tu dưỡng. À, anh ba tốt lắm. Ôi thôi, anh viết thư căn dặn chị ba đủ điều. Anh thấy không? Nè, nghe vụ hai đứa mình anh cũng hỏi thăm. Sao anh biết? Thì thôi chị ba ra tới. Mà nè, anh ba anh viết cho chị ba gần 20 cái thơ. Đâu phải như anh đi là việc luôn khỏi cái thơ về. Thì không có gửi hả? Anh ngã, hả? Cho em làm cá hả? Thì anh gửi về có một cái thơ chắc. Có một phải không? Mấy mấy nhóm em mà. Con nhỏ này, mày bên Dương Út mày phải không? Được rồi, Diễm chơi với mày nữa đâu. Con chơi với Dương Út. Ờ, cho hai Dương cháu mày chơi với nhau. Mai Dương mày đi rồi, coi mày chơi với ai cho biết. Con về được lâu không ngã? Dạ. Ủa, chú mày mới về đó hả? Ông Tám Chánh đâu? Ở trong nhà. Hay thế. Tôi đợi ông dữ quá. Rồi, đang tính hỏi ý kiến mấy khoản. Hả? Giả tỷ như khoản đất của chủ mua phát canh hồi đó. Thôi, uống trà đi hay phép. Rồi ở đây ăn cơm với tụi tôi. Mai đã, mai anh tính. Bữa nay ông giải nghệ bữa đi. Khắc quá. Nè bà Sứ à, mấy món này tao thấy đều khá, nhưng nếu tụi bay chỉ dọn bao nhiêu đây thôi thì tụi tao chưa chịu ăn đâu. Còn cá chẽm chân tương nữa anh hai. Vậy hả? Không, có cá chẽm tụi tao cũng chưa chịu ăn. Con Quyên nó khờ quá. Anh hai nói xa nói gần tới thứ khác kìa. Đó, con Sứ khá lắm. Vậy những thứ mà tao nói xa nói gần đó, đâu, đem ra mau đi. Mình ráp vô đi. Thôi con vô lấy ra đi, một lít thôi. Chứ không có lại thép nó không ăn thiệt nè. Đâu, từ đây. Đây. Thôi, vô. Báo cáo anh Tám. Tin cơ sở cho hay địch tịch trung cỡ 1000 quân tại ngã ba Tri Tôn. Thế nào mai nó cũng càng, nhưng chưa biết càng đâu. Bao nhiêu? 1000 quân à? Một tiểu đoàn chủ lực, một tiểu đoàn bảo an và một đại đội biệt kích. Đại đội biệt kích của thằng Sâm, anh em trinh sát báo như vậy. Có đúng không? Dạ đúng. Cất đi Sứ. Thôi, rượu đã rót lỡ chúng ta uống bao nhiêu đó thôi. Không còn thời gian nữa đâu.
Mã, Quyên và Thúy lo ăn cơm đi. Còn chúng ta tranh thủ họp chi bộ. Tôi nghĩ nó đến hòn đất đó. Bỏ hung đâu? Bỏ hung. Phía đông mặt trời mọc. Phía đông mặt trời mọc. Tôi thấy rõ là nó càng vô vùng hòn rồi. Tôi đề nghị ta triển khai chúng càng ngay. Ba Đen, tập hợp ngay anh em du kích xuống trong gài lựu đạn. Giờ tôi và Thím Ba Ú bố trí đấu tranh chính trị. Phải đẩy mạnh đấu tranh chính trị kiềm chế địch. Phải đẩy mạnh hết sức. Chú và đội công tác của chú nhập vô cánh Ba Rèn tham gia chiến đấu luôn. Tôi ở lại trong xóm chỉ đạo bà con đấu tranh. Anh ở nhà tôi, giờ tôi trực tiếp các tổ đó. Ông cho đứa nào chạy qua Linh Quỳnh kêu thằng Đạt tới về giùm để nó tham gia chiến đấu luôn. Nó bắt đầu bị khá lắm á. Còn vụ này nữa, địch càng vô thế nào nó cũng xài tụi điệp nằm dùng. Hiện nay còn thằng Ba Phi chủ trại đấy, hổm ra mình theo dõi chưa bắt. Cho bắt đi, nhưng bắt cho khéo. Tôi tin rằng thằng Điệp này biết rõ cuộc càng. Nếu khai thác được thì hay lắm. Để tôi lãnh vụ này cho. Thằng chủ trại đó chưa hề biết mặt tụi tôi. Đúng. Như thằng Ngạn này, tôi bắt nó phải bố trí cho kỹ. Tại đây đó ở vùng Meo, phải thả trước. Coi chừng nó thả lính vô trước đó nghe. Còn nghe này, mai về hòn đất
Anh hai có ghé nhà không? Ghé thế nào cũng ghé. Lâu lắm tao chưa gặp mặt bà già tao với con Mỹ. Con Mỹ à? Trời ơi, năm nay chắc con Mỹ lớn năm rồi à, anh hai. Lớn rồi, 19 rồi. Con Mỹ nó giống tao lắm. Tao thương ba tao với nó. Đêm nay nó không đóng đáy, nó treo đèn xanh kìa. Không, lần này tao lại trở về trong bót hòn đất, để bả đó luôn. Nghe nói anh hai kêu bà già với cô Mỹ lên đặt giá ở, mà sao không thấy bà già với cô Mỹ lên? Gác là bà già tao lại ưa giật cổng mới khổ chứ. Bá thù ông già tao lắm. Kể ra ông già tao cũng vậy. Ông bỏ bả hồi tao còn nhỏ, vì đang có chữa con Mỹ. Tới chừng ông bị giữa cổng chém chết, bả vẫn còn thù. Nghe nói bữa nay bả phát điên điên dại dại. Ở hòn đất vui không anh hai ơi? Ở hòn đất à? Vui vui lắm. Hồi tao còn làm xếp bót ở đó, khoái hơn mặt trời. Trái cây đặt ngát ở trong vườn, cứ hái mà ăn. Đâu vậy ngoài đông, cứ bắn mà nhậu. Ồ, cá biển thiếu. Ở đó được con gái, nhiều đứa ngộ lắm. Muốn đứa nào là tao xào đứa đó. Ở hòn đất à, con gái đứa nào cũng nở nang, mặn mòi. Chứ không lật lạc cho cô gái tình địch giá đâu. Em sợ đó hả? Đi mua gì đó? Trời tối sao không sai càng Mỹ nó đi. Thím đã hay tin gì chưa? Chưa. Tin gì vậy? Thằng Sâm nó về Tây Tôn rồi đó. Hả? Bữa nay tôi đi bộ hàng, tôi thấy nó trên chiếc xe nhà Minh nhảy xuống. Thằng Sâm mà. Thằng Sâm nó về Tây Tôn hả? Ừ. Ôi, ai à? Ôi. Ở vô đây, chú đông cho thím chai khác. Vô đây. Cầm chắc ghen thím. Dạ. Coi chừng rớt nữa đó. Nó có ở nhà, để tôi lo. Anh sẽ coi vòng ngoài. Ông ba có nhà không? Ai kêu cửa đó? Tụi tôi đây. Ông ba có nhà không? Dạ có, mời ông vô. Ông là Ba Phi? Dạ, dạ. Tôi có chuyện gấp bàn với ông, xin tự giới thiệu. Tôi là thiếu úy thuộc đại đội ông Sâm. Trung úy phái tôi đến gặp ông. Tụi tôi vừa ngoài chi khu vô tới. Biết rồi, biết rồi. Dạ, xin mời quý anh vô trong này. Cà Mỹ à, thằng Sâm nó về rồi, nó về Tri Tôn rồi đó. Sao má biết? Thím bà U nói. Ông ở đây sung sướng quá,
tôi không được ăn ngon ngủ yên như ông đó. Dạ, dạ. Dạ, thưa thiếu quý, hồi xế tôi đã hay tin là quý anh em mình về. Và vợ chồng tôi rất là mừng. Ở đây vợ chồng tôi mong mỏi anh em đợi hoài quý hè. Nè ba, vô nấu nước đi. Vậy ra anh em mình đã về nằm chung quanh đây hết rồi hả? Trời đất, tôi có hay biết gì đâu. Quý anh em vô thiệt êm quá. Mẹ trận này cho tụi nó chết mẹ hết. Ở đây chỉ cộng rộng lắm. Thưa quý à, để tôi chỉ con nào thằng nào ở đây tôi nắm hết thải. Tôi sẽ chỉ để anh em mình xả tụi nó như là xả chim mỗi nhát nhớ. Tôi gặp ông cũng vì vụ đó. Mời. Dạ mời. Mấy cậu còn ém ở đây lâu không? Lâu, chi vậy? Mấy cậu lai ra chút đỉnh ba xì đế cho ấm nghe. Có gì được cay không? Chà, tôm cua tươi không có, chỉ có tôm khô. Thôi, mấy cậu ăn cháo vịt nha. Có con vịt tơ bọc lắm. Ông ơi, bắt vịt đi ông. Được rồi. Mời cậu. Để tôi đi bắt nghe. Chỉ mời mấy cậu nghe. Uống đi cậu. Chưa, dạ chưa. Giặc sắp bố đó, một chút nữa sẽ có quả. Lính nó về Tri Tôn đông lắm, du kích đều đã chuẩn bị. Tôi vừa mới xuống trong về đây. Sao không kêu em đi? Cà Mỹ có việc làm mà, đừng lo. Ông có bản đồ miền này chứ? Dạ dạ. Dạ đây, dạ đây. Xung quanh đây không có ai ngoài lính của tôi. Dạ. Đây, cái nhà nào tôi có chấm dấu đỏ, đó là nhà tụi Việt Cộng. Thưa quý chú ý,
nhà có treo đỏ. Biết rồi. Đây nè, ở cụm này có một cái công trường của tụi nó để chế súng tự tạo với chế lựu đạn. Chỗ này tôi có báo một lần, máy bay tới liền bom xuống cháy rừng, nhưng mà tụi nó dắt chạy được hết. Còn đây nè, đây là hang hòn nha. Trận càng trước tụi nó rút vô trong hang, mình vô bao nhiêu chết bao nhiêu. Bởi vậy cần phải cắt đường, không cho tụi nó rút vô hang. Được rồi, tốt lắm. Trận này mà kết quả thế nào ông cũng hốt bạc thưởng. Đây nghe. Sao, có gì nhậu chưa bà chủ? Có món lòng xào rồi đây. Nè ông ba, có lúc nào ông nếm thịt người ta chưa? Cha cha, dạ thưa thiếu quý, dạ cái món đó thiệt tình tôi chưa dám, nhưng mà nghe nhiều anh em khen ngon, riêng tôi hơi ngán. Vậy làm cái nghề chỉ chọt này ông không ngán sao? Dạ thưa thiếu quý, mình phải kỹ, không khi nào tôi dám chừng mặt. Riêng thiếu quý đã có nếm cái món đó chưa? Món nào? Thịt, thịt người á mà. Hai thằng này thì có, còn tôi không ăn. Thứ đó thiếu gì, tại tôi không ăn. Tôi chỉ ăn gan thôi, với lại tôi khoái mật người ngâm rượu uống khỏi sợ ho lao. Còn ông, nói giả dụ nếu có, ông dám ăn không? Thiệt tình là ghê quá. Nhưng nếu giả tỷ có thì tôi cũng nếm thử coi là sao. Mà nhiều cha khen ngon dữ lắm. Chuyện đó đâu có khó. Thế nào mai cũng có, tôi sẽ dành cho ông vài miếng. Dạ dạ. Chút nữa quên, còn mấy người làm chung công chuyện với ông thì sao? Mấy người làm đái cho tôi hả? Không, ở đây tôi không làm chung với ai hết. Hai vợ chồng tôi là đủ rồi. Thôi bạn à, khỏi rót, không ai uống đâu. Dẹp đi. Nói phức cho mày biết, tao không phải là người thiếu quý của mày đâu. Tụi tao là lực lượng võ trang cách mạng tới bắt mày đây. Đừng giỡn, đừng giỡn, đừng, tụi tao không giỡn đâu. Trời ơi, trời, chết rồi. Cà Mị phải nghe lời chị. Tính phân công Cà Mị vô tổ hợp pháp. Cà Mị biết không, nghe có thằng Sâm về tri tôn nữa đó. Mị à, nếu dặn càng về mình đánh trong đánh lựu đạn đã đành, nhưng phải đấu tranh hợp pháp, giúp đỡ Mị chưa bị lộ. Mà tụi nó cũng nể Cà Mị là em thằng Sâm. Thôi mà, để em đi gài trái cho, đã có người gài rồi. Thôi được, em nể chị, chứ em ghét gặp tụi nó lắm. Có ai muốn gặp tụi nó đâu, nhưng cách mạng cần vậy. À, Mị phải khéo léo, đừng nóng nảy. Có tức mình cũng phải ráng dằn xuống. Có cần nói ngọt cũng phải nói ngọt, cần hát sari cây keo cũng cứ hát. Có vậy đó, chắc Mị hiểu rồi. Nè, tin tưởng Mị lắm nghe. Sao, bắt được thằng Ba Phi chưa? Rồi, bắt nhảy lên. Trời ơi, cái gì kỳ vậy cả. Tám đâu? Vô xóm rồi. Cảnh sát tâm xuống trong nhà ngụy trang hầm không kịp rồi. Ngon lành lắm. Ừ, bắn thử thì nó ngon ngàn à. Hai thép với ông Tám căn dặn mình ráng tiêu hao được tại đây, cùng lắm mới rút vô hàng. Được rồi, mình chặn đánh nó tại đây. Chừng nào mệt quá thì rút vô hang. Cái hang đó từ trong đánh ra thì theo tôi rất là lợi hại. Tôi tính một người cầm búa tại miền hang, tụi nó cũng khó vô. Tôi thích xài cây đầu vuông. Cầm cây đầu vuông chú đánh ngang, thằng nào cũng bay té. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bãi trông có lộ không? Không lộ đâu, ngụy trang tốt lắm. Chịu, em đưa Thúy vô trong hang trước đi. Đi đi con. Suối rồi. Tụi này tính ở lâu, nó chiếm suối thì ngắt cho mình lắm đó. Mình thì có dự trữ nước, nhưng nếu kéo dài cũng kẹt. Cùng lắm thì mình đánh tạt tụi nó ra để lấy nước lo gì. Thôi, xuống vô hang đi. Bị thương gần 50 hả anh? Trời ơi, em với chị ba trước khi vào hang đứng lại coi rõ hết á. Còn chị ba với con Thúy đâu? Ở đây chưa đâu Dương Út.
Sao con cũng vô đây, thương Nguy rồi. Thiệt kẹt, nó theo chị từ sáng. Biểu nó nhà với ngoại không chịu, lấn quấn bên chị lúc chiến đấu. Chị cho nó vào hang trước với Năm Nhớ. Con ở trong hang chơi, ở đây vui quá vừa ngủ. Má. Thẩm với thằng bé bị thương đang ở chỗ nào? Dắt anh lại đó một chút. Còn vợ chồng thằng chủ tại đây đâu em? Trói bỏ trong hang xéo. Tội nghiệp thằng bé con chú Tư Râu, cánh tay nó bị thương nặng quá. Còn anh Thẩm thì đỡ hơn, không sao. Không sao mà đã có đứa khóc ầm lên rồi. Ai khóc? Năm Nhớ hả? Ờ thì nó thương anh Thẩm nó khóc chứ sao. Thương, thương mà hồi đó tới giờ không nói. Buộc phải nói hả? Sao anh Thẩm không nói? Vậy sao hồi đó, sao em dám nói trước với anh? À, ai nói nào, nói rồi nào. Hả? Mày đó Ngạn. Ờ, tao đây. Vết thương mày ra sao? Ăn thua gì chỉ tiếp mới vô màn một mà đã. Mà miễn còn dính trong đó không? Không, em coi rồi, không có miễn. Tao đã nói là không ăn thua gì đâu, nên lo cho thằng bé. Thằng nhỏ thiệt ngon, không rên la gì hết. Chắc nó nã pháo trên thuyền hòn. Mình ở trong này dù có bom nguyên tử đi nữa cũng khỏi sợ. Tụi nó thuộc cành ông lên hồng quá sức, bắn gãy cây cối hết. Chơi nước sợ mỏm đá, nghe biển cành ông đi đang rãng à. Còn tụi giặc ở dưới xóm, có đồng tỉnh gì chưa? Tụi nó siết chặt hang mình hơn. Từ trong phòng tháo nay trường hai công đất được quá giặc. Ở gần hang thì sao? Nó chưa yêu sát được nha. Như vậy là rõ. Giặc nó bắn pháo dồn dẹp thì thế nào nó cũng dây đến hang. Chúng ta không còn cách nào khác là phải đánh trả. Tôi đã bố trí các tổ chiến đấu trực tiếp ở từng chặng hang, nhưng cần tập trung cho tổ giữ cửa hang. Các tổ luân phiên tốt đánh tốt nghỉ, ai không ở trong các tổ đó ở lại đây tôi tiếp tục phân công. Anh ba, để tổ tôi trực trước sau. Được thôi, nhưng tổ tôi vẫn ở sát lưng chú. Chú hai cử thêm em ra đây với mấy anh á. Tốt lắm. Cây cạc của em có bao nhiêu đạn? 60. Nghe nói em bắn cạc khá lắm hả? Em vẫn thường. Đụng trận em tỉnh chứ. Anh đừng lo. Chiều qua về gặp ngoại rồi hả? Gặp rồi, ngoại mừng quýnh, cứ ngồi đò đầu em hoài à. Rồi ngoại còn trộn gỏi đu đủ cho em ăn nữa. Em khoái gỏi đu đủ trộn tôm lắm. Món đó anh cũng khoái à. Hồi ba má em chưa bị tụi nó giết, má em hay làm cho ba em nhậu. Thiệt lâu em mới vô hang. Hồi nãy em vô thăm lại chỗ cất mấy cái lui chứa xương của bác với ba má em bị tụi nó đập đầu hồi nằm. May mà hồi đó chị Ba Sứ, chị Út Quyên lội xuống bào vớt được, chứ không thì chó tha hết rồi. Em lựa chỗ cho ngon đi. Dạ. Ở đây bắn khó trật được. Quá mau. Lẹ lên. Cứu tôi. Cứu tôi đại đất quý thằng ơi. Có rỉ chảy cái nào không chị? Có mấy cái hơi rỉ rỉ. Em ở đây để chị chạy lấy tấm ni lông, phải bọc túm nó lại mới được. Tôi lại cô Út ơi, làm ơn cho tôi xin miếng nước. Xin nước hả? Chưa được đâu. Lại coi mấy hạt gạo coi. Chị coi thằng Ba Phi này nó gan lắm. Để coi nó gan được bao lâu. Gạo còn tốt. Được 4 dạ không chị? Ừ. Đâu khoảng đó đó. Quyên à, gạo thì có nhưng nước ít lắm. Đâu thể lấy nước dự trữ đem nấu được. Anh hai đang đỡ cơm còn lại, nhưng ngày mai phải rang gạo. Tùy cô, nhưng phải có cháo cho anh em bị thương. Diếu, Diếu ơi, nấu cơm cho con ăn đó hả? Nấu cho con.
không chịu ở nhà với ngoại, vô đây cơm đâu mà ăn. Má, má ơi, nãy giờ con người nghe chú Thẩm nói chuyện đời xưa nghe hay ghê. Chú nói ngày xưa có một con nhỏ, một hôm má nó bị bệnh nặng, nó ngồi khóc thì có một cô tiên hiện lên. Cô tiên đẹp ơi là đẹp. Nét vô, chắc tụi nó bắt đầu đánh vô hang, bị anh em mình đánh trả. Để tôi ra coi. Thôi mấy ông ơi, cứ ở trong nghỉ cho khỏe, chưa tới lượt tôi đâu tới mấy ông. Tụi nó bị tụi Thành Ngạn cứng hết rồi. Nè, phải ra lấy súng mới được. Cứ cho em ra nghe anh. Để tôi. Anh em, ai có dây dù quăng cho tôi. Chi vậy? Tôi sẽ cầm dây, bò ra ngoài, gom súng, buộc lại. Mấy ông trong này nắm đầu dây, kéo vô. Thôi chú Tư, tôi tính chút nữa thế nào tụi nó cũng tấn công. Mình sẽ đánh tụi nó dội lại rồi ao ra giật súng. Tổ tôi sẽ bắn kèm cho anh em lấy. Cũng hay, nhưng phải làm cho mau mới được. Khi tụi tôi phóng ra thì anh em phải theo liền. Kìa, tụi nó lại ra nữa kìa. Nói rồi.
tình báo rồi. Dây thừng của tôi tắm có sao không? Không sao, nhưng Trung Quý phải nghỉ ngơi, dưỡng sức. Đánh vào hàng rồi chưa? Thưa Trung Quý, chưa. Đù mẹ sao không đánh? Dạ, tôi không rõ, chắc chưa có lệnh. Đù mẹ gần 1000 thằng mà không đánh vào trong hang được. Để cho tụi nó tỉa hết đứa này tới đứa khác. Thưa Trung Quý, phải nói là tụi núp trong hang đó lợi hại quá. Hồi trưa có mấy tên cố vấn Hoa Kỳ đi trực thăng xuống. Mấy ông cho lệnh dây xiết, buộc tụi Việt Cộng trong hang phải đầu hàng, bằng không cũng chết đói, chết khát. Chúng tôi cũng được lệnh biểu bỏ thuốc độc xuống suối. Cái gì? Thuốc độc à? Rồi nước đâu uống? Dân trên hòn không biết uống chết hết còn gì. Không, ngăn suối lại, bỏ thuốc ở khúc gần hang thôi. Mấy cậu đi như vậy mỗi tháng được mấy ngàn? Mấy ngàn? 1800 chứ mấy? 1800 à? Bộ mấy cậu nói chơi thôi chứ. 1800 thì làm sao mà sống? Vậy vợ con chắc có lãnh riêng. Lãnh riêng cho mà ham. Nội vụ chỉ có bấy nhiêu đó thôi bà ơi. Vậy mà lâu nay tôi cứ ngỡ mấy cậu ăn lương cũng khá lắm chứ. Kiếm làm như quê kỳ nó không tiếc tiền. Nghe nói nó giàu lắm mà. Thì tụi nó giàu, bởi giàu nó mới bỏ tiền mướn tụi tôi đi đây. Nhưng nó dạy vì mướn giá cao, chỉ tụi tôi là dạy. Mua gì Út? Con ngoài nhà nọ về. Ở ngoài đó, có tôm cá gì không nhỏ? Mấy ông ở đây đừng xuống biển mất tử nha. Sao? Cặp biển này có một con, hắn hổ mây lớn lắm đó. Nè, thiệt không mày? Thiệt mà, con rắn nổi lên hoài. Rắn nổi lên hoài, thôi tôi về. Ủa, về. Ê, lâu lâu đây chơi nha bộ. Dạ, con về nha thím ba. Ừ, con về. Từ sáng tới giờ hai bên đụng nhau trong hang dữ quá, không biết ra sao. Tụi bị kích đột vô hang đều bị đánh dội ra hết. Tụi thấy sao giọng bố trong xóm đều bị lấy hết. Để khiêng tụi bị thương mà. Nè thím, nói cho tụi biết, mấy ông trong hang có đông không thím? Tụi đâu biết. Thím mà không biết, đây rồi đến lượt tụi tôi phải vô hang. Tụi ngán quá, coi chừng mấy ông trong hang quyết tử dữ. Chứ không quyết tử à, tôi hỏi cậu nè, giả tỉ như người ta đè cậu xuống tính cắt cổ, thì cậu phải tính làm sao, hoặc lừa thế, bóp họng người tính bóp cổ cậu, rồi họ không chạy. Nếu cậu nằm im mắt cậu phải chết, mấy ông cũng vậy. Nói thiệt với thím, tôi đâu có muốn đụng độ với mấy ông. Tôi muốn về nhà, làm ruộng, giăng câu, đặt trứng, bắt lươn cá nhậu chơi khỏe hơn. Còn giúp được vợ dệt chiếu nuôi con, tội nghiệp. Đó đó, rốt cuộc rồi người đàn bà cũng chịu khổ. Cậu thấy chưa, khen cậu đành lòng bỏ vợ mà đi. Thiệt cậu cũng là người lòng gan dạ đá. Trời ơi thím ba, tôi khổ lắm thím ba. Đó đó, vô kích đó, vô kích đó. Chị Út ơi, em khát quá. Chị Út, sao không cho em uống nước? Chị Út ơi. Anh Thẩm, thằng bé nó đòi uống nước, em không dám cho. Không, đừng cho uống. Út Quyên bảo với mẹ ảnh là cái tay của bé không thể để vậy được. Đành vậy, nếu không em sợ nó chịu không nổi. Anh Thẩm nói đúng đó chị Út. Chị Út có nhớ anh La Văn Cầu tự chặt tay mình hồi anh bao nhiêu tuổi không? Chị không nhớ rõ, hình như năm đó anh Cầu 22 hoặc 23. Cháu ráng chịu đau một chút, có thuốc tê cũng không đau lắm đâu. Cháu ráng chịu, chỉ tiếc là mất một tay chú hai. Chị Út Quyên đâu, kêu chị vô đây với cháu. Thank you.
Em yêu quý, thư này anh viết cho em là lá thư thứ 18 rồi. Má, 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 má ơi. Má này nè con, ngủ đi, để má đi nấu nước cho mấy chú uống. Không, con không ngủ, con đi nấu nước với má. Lại đây. Má, con làm chim bao. Con chim bao thấy gì? Con thấy một cô tiên có cánh, thiệt là ngộ. Chắc là cô tiên mà chú Thẩm nói hồi hôm qua cho con nghe đó mà. Mà sao coi cô tiên giống dì Út quá à? Cô kêu tên con nghe cũng y như tiếng dì Út gì đó. Cô chớp cánh đưa con leo lên, con mới kêu má đó chứ. Vậy thì lúc con kêu má, cô tiên đứng đó hả? Ừ. Con với má đi lấy nước nghe. Dạ. Thúy à, con có khát nước cũng uống ít thôi. Cái ca nước mới để cạnh bếp, lúc nào thiệt khát con hãy hốt một miếng ha. Dạ. Sao thằng nhỏ có đỡ không? Đỡ rồi chị, từ lúc chặt đứt khúc tay bầy nhầy đó đi, nó không còn rên và ngủ rồi. Để chị lại trong nó, em ở đây nước sôi đổ mỗi bình to một ca thôi. Dạ. Thank you.
Út Quyên đâu? Út Quyên đâu rồi? Em nằm ở đâu đi chị ba? Chị ở trong hang chứ đâu. Út Tính em rồi. Em bị thương ở đâu? Em đâu có bị thương.
Vậy à, vậy mà em ngỡ em bị thương. Còn chuyện bình toan của em ở đâu? Tụi nó còn ở ngoài không chị? Còn, nhưng không vô được. Ai khiêng em vô vậy? Ông Ngạn ẩm vô chứ còn ai nữa. Vậy mà tôi có hay biết gì đâu. Hồi nãy dì Út nằm vậy nè. Cho dì Út một nắm cúng dẹp. Dì Út ăn đi. Dì Út ăn đâu, con ăn đi. Để con đi lấy thêm cúng dẹp dì Út ăn nha. Làm ta hết hồn à. Mới tỉnh dậy mà đã giỡn rồi. Phục cô quá. Phục gì, rút lui bỏ anh ta còn nói. Hồi nãy sợ thiệt, tưởng em chết rồi. Ừ. Chết chết sao được. Đừng có giỡn. Anh mà không dắt em vô thì tụi nó lượm em như lượm củ khoai á. Vậy sao không bỏ phức nhỏ này đi, dắt vô chi cho mệt. Điều gì thì cũng phải có cháo cho anh em bị thương. Em coi anh em nào còn nước thì gom lại. Dạ. Vậy nồi cháo sẽ đặc quá. Thôi, em lấy ca nước của ông Thúy đem lại đây. Không được, đem cái ca đó lại đây. Ba, cho em miếng nước. Hết nước rồi em à. Hết nước thật rồi em à. Tối nay, để tối nay chị sẽ đi lấy nước về cho em uống. Chị ba, ngồi đây chơi với em. Em nằm đây một mình buồn quá. Hồi sáng, nghe bác Hồ nói trong đài. Em tưởng như bác biết mình đang ở trong hang. Bác biết em bị thương. Bác biết mình bất tử với tụi nó, biết mình đang khác. Phải, bác biết hết. Ở miền Nam mình cực khổ, đau đớn, đánh giặc ra sao bác đều biết rõ. Em chỉ tức là mới sắp trận mà em bị thương sớm quá. Đừng lo, thiếu gì người cục tay như em mà vẫn chiến đấu. Tay em lành rồi, em sẽ nở du kích, em sẽ gài lựu đạn. Em muốn viết thơ cho bác Hồ thưa với bác rằng, ngày này, tháng này, năm này em có một tay và nằm trong hang hòn. Em còn nghe bác nói chị nhắm được không? Được chứ, chừng nào em viết thơ cho bác cũng được mà. Nói vậy chứ em không dám viết đâu. Sao lại không? Ai mà không viết thơ cho bác được. Thank you.
vừa ra khỏi hang dò tình hình. Vậy hả? Ai đi đó? Anh Ba Rèn, anh tới. Trí ơi. Sứ hả? Dạ. Má, má. Anh Hai. Má. Theo anh, liệu nó còn dây mình lâu không? Anh chưa thấy có dấu hiệu gì chứng tỏ nó rút. Hồi chiều, anh em có thấy tụi nó khiêng rơm chất đóng trong vườn dừa. Không hiểu, tụi nó tính gì đây? Hay là tính ung hang? Cũng có thể, coi một lần này nó quyết tâm tiêu diệt mình. Thiệt ra, tiêu diệt hơn một chục người mình ở đây thì chẳng có không thua gì. Những ý đồ của chúng là để làm núng chỗ khác. Có hai điều mà ta giải quyết được thì ta sẽ giữ vững. Một là giải quyết nước uống. Hai là ngoài xóm bà con đấu tranh kết hợp chặt chẽ. Bà con ngoài đó không để chúng yên đâu. Về vũ nước, đợi các ảnh đi bám về. Nếu có thể luồn ra suối được thì để tụi em đi. Đợi có sao? Thôi, vô ngủ đi con. Đợi chị ở đây. Lâu quá mà mấy anh chưa về. Anh Hai, anh Hai. Tới đó hả? Dạ phải. Sao? Tổ chức đi lấy nước. Tụi tôi bám rồi. Tụi nó chỉ đóng quân ở mé suối bên kia. Mé vườn bên này hiện em rơ không có gì. Chắc ăn không? Chắc. Nhưng phải ra liền, sợ tình hình thay đổi. Vậy mình đi. Út Quyên ơi, cà ôm có đây chưa? Có. Em đem ra rồi. Út Quyên còn yếu, không đi được đâu. Em đã khỏe, để em đi. Thôi, con Quyên ở lại. Để Năm Nhớ đi với chị. Thôi, nghe lời chị đi. Không nói chuyện nha. Tụi tao đi trước, mấy đứa bay đi sau, đi cho êm. Thôi tao đi đi.
Thằng nào trước cô ở phòng đó, lại nhìn mặt con này coi. À, con Sướng. Mày biết nó à? Dạ biết, con này là Việt Cộng. Phải đúng mày tên là Sướng không? Mày đi với ai? Nhiều người, nhưng họ đã vô tới hang hết rồi. Có múc được nước không? Sao lại không? Tốt lắm, tốt lắm. Tụi tao đã bỏ thuốc độc xuống chỗ này rồi. Trời ơi, trời ơi. Thuốc độc, thuốc độc, thuốc độc ở trong nước. Thuốc độc, thuốc độc ở trong nước đó. Đừng uống, đừng uống. Thuốc độc ở trong nước đó, đừng uống, thuốc. Chạy đi đâu, tụi đồng chí trong hang của mày. Rồi sẽ chết nhăn răng hết ráo. Hiểu chưa, dắt nó đi. Tôi em mà. Vậy mà cũng đòi làm Việt Cộng. Mới ăn một ba súng đã khóc. Cô bị tưởng mày đánh mà tao khóc hả? Không phải vậy đâu, mày lầm rồi. Chứ quên tôi rồi sao? Tưởng là tụi bay ở lì trong hang chứ, té ra cũng biết khác. Mà tao tưởng bắt được hai cái chứ, đâu ngờ là mày. Thiệt là cái năm nọ tao tha lầm mày. Còn tao, tao cũng không dè gặp lại mày. Thấy mày vẫn y như trước. Y như trước là sao? Là ăn nói thô lỗ. Tới như mày là trung quý mà mày còn ăn nói như vậy. Hèn chi người ta chê quân đội Cộng hòa của tụi bay lưu manh là phải lắm. Có vô cốc cây rượu đây. Có nó lại. Để ra tao uống 10 liền bây giờ để coi đá gan mày cỡ nào. Gặp làm vậy mà chết mau quá. Tao cho mày chờ đợi đôi bữa nữa để chung chung với đồng bọn mày trong hang. Có đôi mắt ương ảnh nhưng nó đẹp. Nói chung là đẹp. Mày ráng đợi, bữa nay tụi tao vô trong hang, tụi tao xách cổ hết đồng bọn của mày về cho coi. Thank you.
về không ổn, mình nên rút sớm về tính kế khác. Láng chán ở đây thì phải đó, tụi tôi nói trong lòng bắn ra, mình trở tay không kịp. Quá nào bàn ra bắn bỏ mẹ đó. Alo, alo, xin chúng ta cho kế hoạch khác. Alo, thôi được, ung hang không xong thì lấp hang luôn. Súng nổ kiểu này chắc thế nào cũng có khiên về dài mạng. Tao nghe nói tụi nó trong hang bị trúng độc hết rồi. Biết đâu có khi tụi nó uống mà không chết. Ê, nói vậy chứ đừng có mừng nha em. Thân em như cá nằm trong lọt mà. Alo, alo, gà cổ đâu cho gái đi. Alo, alo, gà cổ đâu cho gái đi. Anh cho gái liên tục nha. Nghe rõ trả lời. Alo, alo. Quá. Thằng uống nước thiệt dữ, uống như là thầu uống. Tới hớp miếng cho thông cổ. Thầu uống đã chưa? Hả? Ông cho mình uống bình toan không, ông còn hỏi nữa chứ. Thì hồi sáng tôi đã nói là hết rồi, ai biểu. Cứ mừng này chắc phải đái mà uống quá. Nghe nói nước đái chúng ta ghê lắm. Hồi chống Pháp có đồng chí mình vượt đảo ra giữa biển khát quá cũng phải đái mà uống. Cái gì chứ cứ là ghê đó. Tôi không ghé, thà là nhìn khác. Ông sao có tánh quá. Thời buổi giặc giả đâu phải lúc nào ông cũng ngồi cháo quẩy sai vợ con pha trà cho ông uống được. Ngon lắm, uống đi. Làm đi chú em, làm đỡ một hớp mà chịu đựng. Còn đánh lâu lắm ra chú em. Khá không bộ? Đã lắm. Thì tôi nói đỡ lắm mà, tới tôi. Làm đi. Tôi đã nói để cái quân đó chỉ tốn gạo hao nước. Tối nay giao nó cho tôi. Tôi đưa nó đi theo ông bà ông giải cho rồi. Chưa được, ông đừng có nóng. Giết một thằng, dù thằng đó là ác ôn, cũng phải để quần chúng hỏi tội rõ ràng. Ông nào đần được thì cầm đần chơi, đừng khiêu phá. Nghe nói bác đờn hay lắm, bác đờn chơi. Mấy cậu đờn đi. Không phải,
Bác đừng đi bác ơi. Ngọn đờn của tôi không được tươi. Chẳng giấu chi mấy cậu, đời tôi nghèo cực, lại thêm bị chính quyền quốc gia đâm cho mù mắt, nên chữ đợi của tôi nghèo quá lắm. Tối hôm nọ cũng có mấy người lính tới biểu tôi đợi, thấy họ năn nỉ tôi mới đợi. Vì sao họ tới đông quá, bỏ canh gác nên bị ông đại quý chửi, đuổi mấy cậu lính về, lại còn quát tháo tôi quyên rũ lính, rồi còn đòi đập nát cái đờn của tôi. Bây giờ bác cứ việc đờn hoài. Dạ, chết ngay trước miệng hang. Vậy cái ông mới lên thai ông thì sao? Nhắm có còn đòi đập cái đờn của tôi nữa không? Không đâu, ông Trung Quý mới lên thai này không vậy đâu. Vậy thì được, để tôi đờn cho mấy cậu nghe nghe. Dạ. Tế mời, rửa chén rồi chưa con? Đấy rồi ngoại. Vô đây ngoại biểu con. Nè, ngồi xuống đây. Ngoài đờn con ca cho mấy cậu nghe. Không ca đâu. Mấy cậu thấy không, nó còn giận vụ con gà mới đẻ đó. Hôm qua có mấy cậu ghé bắt. Ca đi con, mấy cậu lính đây khác, không giống như mấy người hôm qua đâu. Mấy cậu cũng nghèo như mình. Bố trí hỏi dò tụi lính, lừa lính chủ lực mà hỏi,
Nếu họ xác nhận, lập tức huy động bà con đem xác vô xóm, cho binh sĩ thấy, rồi ra sức lôi kéo họ cùng với cô bác đấu tranh. Cơ hội này có thể làm sụp đổ hẳn tinh thần tụi lính trên họ. Tôi nghĩ trước hết tìm cách cho tụi lính nhìn mặt ba cái thay. Được, nhưng phải xếp đặt để phòng nó giật thay. Dạ, tôi sẽ lo liệu. Báo cáo anh Tám, lúc tôi đi về đây thì tụi nó đang kéo đi lắp hang. Chính thằng thiếu tá cầm đầu vụ đó. Được rồi, thím cứ lo chuyện này. Phải rồi Tám. Mỹ Diễm phải đừng nạn cho anh em binh sĩ. Phải đừng nạn. Nguy lắm. Cái gì? Dạ thưa. Hả? Dạ thưa. Dạ thưa. Nói mẹ ra đi. Thưa thiếu tá, không biết dân chúng hồi giấc đâu ngoài biển ba cái thay. Thấy lính nè. À? Lính chủ lực. Dạ thưa thiếu tá, họ khiêng vô xóm bên, từ đầu xóm đến cuối xóm. Lính ùa ra coi, họ nhận ra là xác thằng Sâu Hơn. Tụi nó nói chiều hôm kia thằng Sâu Hơn được trực thăng chở đi, sao bữa nay lại chết dạt ngoài biển. Tụi nó la rùng lên bảo là số anh em bị thương, bị trực thăng chở liền xuống biển hết. Có thấy đúng là thằng Hơn đại đội 3 và hai thằng nữa. Kỳ quá. Và tụi nó la ó chửi rủa, nói ba thằng Mỹ đem anh em liền xuống biển. Nếu không liền xuống biển sao xác anh em trôi giạt vô nò. Trôi vô nò hả? Dạ trôi vô nò. Thằng cha coi nò vớt được. À, còn có vụ này nữa. Có bốn thằng lính mới bỏ trốn. Trời ơi, có vụ đó nữa sao? Dạ đúng mẹ thiệt, có đẻ quá. Nhưng ghê nhất là vụ mấy cái thay tụi lính nó làm dữ. Có thằng châm lửa đốt xăng, một số liền xuống suối nhập với dân chúng đi biểu tình. Mỹ Diễm phải đền mạng cho anh em binh sĩ. Đó, tụi nó đương la ó ì đó, chúng ta không nghe sao? Nè ông Trung Quý, ông ở lại đốc thúc lắp thêm đá cho chắc nghe. Dạ. Alo, tôi đây. Anh trở về chỉ huy sở ngay bây giờ. Đi. Thằng cha coi nò vác xác vô sớm hả? Nhiều người giác. Lúc đó anh ở đâu mà không chặn lại? Thưa thiếu tá, tụi nó đem vô bằng ghe máy hồi nào tôi không biết. Nhất định là có bàn tay dây cộng rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng ngặt là gì có mấy cái thay. Nếu không làm sao dây cộng xúi dục được. Mặt mỗi cái thay có còn nguyên không? Cũng bị trầy da chút đỉnh nhưng ngó vô vẫn biết mặt. Mẹ đánh giặc kiểu này thì Ngô Tổng thống cũng thua chứ đừng nói chi tao. Đánh giặc phía trước, động gần phía sau. Hồi mới xuống tao đã nói là phải giữ kỹ, đừng để chúng dậy lên. Rốt cuộc nhưng bây giờ cả lính cũng dậy ổ rồi. Được, để coi thằng nào liền súng ta bắn bỏ. Ủa sao tới ôm vậy? Sao kỳ vậy? Mấy anh ở đây để em ra trước vợ coi. Mấy anh ơi. Gì nữa nè? Tụi nó lắp kính miệng rồi. Hả? Cái gì? Lắp miệng hang à? Dạ, nó lắp bằng đá, cháu rờ thấy. Chà chà, lúc nãy nó liền lựu đạn để lắp. Vậy thì cũng mới thôi. Để tụi ra coi sao. Có gì thì phải phá sớm, để lâu cũng được. Anh hai ở đây, nghe, để tụi tôi ra. Phải phá ngay, để lâu ngạt thở chết. Ờ, nhưng tôi thấy không thể phá hết. Có lẽ chỉ nên xoay trống vài lỗ. Như vậy vừa có công sự che chở, lại vừa có lỗ cho may bắn ra. Để em thử coi. Thank you.
chuyện tụi bay. Tao nói sao lại có y như vậy? Ê, thằng nào bị đó? Đủ má tôi quý xăm nói tụi nó ngộ độc chết hết rồi. Hạ lệnh cho tụi tôi vô lắp hang. Tụi nó chết mẹ hết rồi. Hai về nó phản kích lại dữ dội quá. Chết tại tận 6 thằng, bị thương 10 thằng. Còn thằng Mỹ này cũng gần xí lắc léo rồi đây. Cái gì? Bộ tụi Mỹ cũng chung vô hang sao? Không, tụi nó đứng ngoài làm cha mà. Tụi má đạn nó có tha thằng nào đâu chứ. Nó chết rồi. Ê, khi nó qua bên đây đi. Để nó đồng nó lắc bị cạch đó. Cạch mẹ gì? Bộ có nói biết chết sao? Anh em, khi mấy thằng mình qua trước đi. Đau quá. Biểu tôi cái gì? Thì ta nói bà con em mình đừng có kéo đi la ó sức hại. Việt Cộng sẽ thừa nước đục thả câu. Bà con anh em có điều gì thì cứ nói, thiếu ta sẽ giải quyết. Còn anh em binh lính ở đâu phải về đó, thiếu ta không chịu trách nhiệm về hành động của mấy anh em. Tụi tôi không nói chuyện với anh thiếu ta đâu. Không, không ở đằng nhà ngói. Kéo lại thiếu ta anh em bà con ơi. Thằng nào nổ tiếng súng ta bỏ láng hết. Mà nè, mấy cậu có thù oán gì nhau đâu, thầm hừ tính bắn nhau. Mấy cậu bắn nhau thì là cũng anh em mình đổ máu ít lợi gì. Thôi hạ súng xuống đi. Thôi nghe lời bà con hạ súng xuống đi. Nè mấy cậu coi, bà con anh em đâu tính làm gì mấy cậu. Chẳng qua Mỹ nó giả mang đem lính bị thương của mình nó liễu xuống biển, cho nên bà con anh em mới phải tranh đấu. Mấy cậu nghĩ anh em đi lính mướn cho nó rủi ro mà bị thương, nó nhắm xài cũng được, nó đem bỏ biển cho sóng dập gió dồi cá đĩa quả ăn. Lâm cảnh đó mấy cậu chịu nổi không? Đây là bà con mình mới vớt được ba cái xác, chứ còn bao nhiêu cái khác không biết trôi dạt về đâu, không chừng làm mồi cho cá mập cá mú hết rồi. Thôi đi bà nội, tôi đâu có ngu mà dạy đời. Tôi đàn bà dốt nát, thấy sao nói vậy? Đâu có dám dạy đời, mấy cậu mới thông hiểu hơn tôi nhiều chứ. Đi. Bây giờ kêu thiếu tá ra, cho anh em tụi ta nói chuyện coi. Thiếu tá đi đánh trong hang chưa về. Mẹ nó hả? Vô kêu coi. Anh em với nhau mà làm gì dữ vậy? Vô kêu thiếu tá ra. Ông mới về trọng như ông dặn nói là ông chưa về. Cứ vô kêu đi. Mấy cha nãy về phát súng cho tụi tôi cứ vô kêu. Phải lên mạng, phải lên mạng, phải lên mạng, phải lên mạng.
Thôi khỏi, tôi biết rồi, tôi có nghe nói. Thì nhất định là mấy người phải biết chứ. Lẽ nào Mỹ Diễm nó làm mà không bàn soạn với mấy người? Không, tôi vừa mới biết. Tụi Mỹ nó làm đâu cho ai hay. Tôi cũng tức lắm. Tôi sẽ cùng tranh đấu với anh em cô bác. Lính của tôi cũng đau xót lắm chứ. Nhất định vụ này, tụi Mỹ có bằng tính với ông. Ông, mà đau xót mẹ gì? Trước khi Mỹ đem anh em đi dục xuống biển, chính ông đã bắn chết một người rồi. Vậy nên, chúng tôi không thể đi cùng với mấy ông nữa. Không được, anh em đừng làm như vậy. Tôi sẽ cùng anh em kiến nghị, phản đối lên trình. Ký thì ký, nhưng tụi tôi cũng không ở. Trời ơi, anh em đừng mắc mớp mấy con mẹ đàn bà Hồng Đất. Chúng ta đang đánh Việt Cộng, chúng ta sắp tiêu diệt nó. Chúng tôi cũng cần đánh, ông muốn tiêu diệt thì ở lại đây mà tiêu diệt. Tôi Việt Cộng đã chết ở trong hang, tôi đã cho lớp kính miệng hang rồi. Người như vậy mà lại theo Việt Cộng à? Uổng quá. Nghe cô có chồng đi tập kết hả? Tôi biết. Tôi còn biết người ta khuyên cô nên cắt đứt với người chồng đó mà cô không chịu. Vậy là tốt đó chứ. Đàn bà chung thủy là tốt. Cô không bỏ người chồng tập kết, chuyện đó tôi không trách, mà có lẽ còn khen cô nữa. Nhưng làm Việt Cộng thì tôi chê. Đi con đường đó là đi vô cửa tử. Chỉ còn con đường của chủ nghĩa nhân dị mới có thể đồng tiến xã hội. Nói thì cô không tin. Chứ tôi hỏi cô, khi còn lực lượng hùng hậu của chính phủ quốc gia do Ngô Tổng thống lãnh đạo, mà người lính chiến chúng tôi là tiêu biểu, thì có thể nào có thống nhất không? Không. Cái đó dứt khoát là không. Đừng có trông đợi gặp mặt chồng cho mắt công. Không có thống nhất đâu. Còn chúng tôi và còn nước bạn Hoa Kỳ, xin lỗi, không có thống nhất gì đó. Nhưng nhân dân chúng tôi thì tính khác. Nhân dân tính sớm muộn gì cũng tiêu diệt mấy người để có thống nhất. Tiêu diệt tụi tôi hả? Chừng nào? Cô cứ coi kìa, tụi đồng chí của cô cao lắm thì ngày mai cũng phải bò ra. Có mấy đứa với mấy cây súng quèn mà đòi tiêu diệt. Anh em tôi ở trong hang chắc chắn là không bò ra đâu. Đem micro tới chưa? Dạ, đem rồi. Đi. Nãy giờ tôi nói chuyện đàng hoàng hòa nhã với cô. Bây giờ tôi nói chuyện cứng rắn. Nghe tôi hỏi, bây giờ cô muốn sống hay muốn chết? Nếu muốn sống, tôi hứa đảm bảo cho cô sống. Nếu muốn chết, tôi sẵn lòng cho cô được chết trong giấy mắt. Cô trả lời đi. Trả lời liền đi. Sao tôi lại muốn chết? Vậy cô cũng muốn sống? Dễ thôi. Chỉ cần cô nói giùm một câu rằng cô đã đầu hàng và kêu họ đầu hàng như cô. Cô hãy nói tụi tôi đối xử tử tế với bất cứ ai, buông súng xuống đi ra khỏi hàng. Dễ quá. Được chứ? Chịu hay không trả lời đi. Được, để tôi nói. Sợ chị Sứ bị bắt hoặc bị tụi nó bắn chết rồi. Có thể bị bắt chứ chưa chết. Tại tôi cứ ngỡ có đụng thì đụng tụi tôi trước. Đâu về trách nhiệm tại tôi. Tôi thật không ngờ tụi nó bỏ thuốc độc xuống suối. Alo, nghe đây. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa tình đoàn báo sát phần tử trong hang được rõ. Cô Nguyễn Thị Sứ là đồng bọn với các người đã đột vào tay quân đội và hoàn toàn quy thuận chính nghĩa quốc gia.
Sau khi quy thuận, ngài cô sứ muốn nói chuyện với các người. Hãy chú ý, hãy chú ý, hãy chú ý, hãy chú ý. Canh chỉ bình tĩnh. Có thể sứ bị chúng ép. Các người trong an chú ý. Đây là tiếng nói của Nguyễn Thị Sứ. Các đồng chí, tôi là ba sứ đây. Các đồng chí đừng tin tụi nó nói láo, tôi không bao giờ đầu hàng. Các đồng chí đừng uống nước suối, đừng bỏ xuống, trong đó không mạnh hết không? Có tôi còn sống không? Nếu còn, thì để bắn ba bắn súng với tụi mừng. Nó cứng cổ lắm nên nó bị treo lên kia kìa. Bà tới nó phải quấy cho nó nghẹn. Ông thiếu tá hứa nếu bà nói nó ưng chịu đầu hàng và kêu gọi tụi trong hang đầu hàng thì ông cho hạ dây tha nó liền. Đủ rồi. Nói đi.
rồi sao? Thì nói như tao biểu, kêu mấy đứa trong hang buông súng đầu hàng, cứ thế mà nói, quá dễ. Rồi cái đi. Không, nói rồi sẽ mở, tôi hứa danh dự. Cứ để tụi tôi đánh ra, chắc tụi nó nhức xíu rồi. Má, má đi đâu rồi hả? Má đi công tác. Dàm sông đó, từ ngày anh tạm biệt quê hương tới nay, phút chốc mà đã 7 năm. Trong 7 năm đó, đêm ngủ anh thường trằn trọc không yên, nhiều đêm thức giấc rồi thao thức mường tượng ra em và con. Con ngồi đây đi, Út ra ngoài một chút. Má, má. Tụi nó vừa loa vô, nói đã chém chị Sứ, nó còn kêu mình đầu hàng. Trời ơi. Quyên, Quyên. Tôi phải ra, tôi chịu không nổi nữa đâu. Tôi cũng vậy, có chết tôi chịu, chứ nó giết cô Sứ, đứng đây tôi chịu không nổi. Vì trận đánh này phải được giữ vững. Tôi nhắc lại, không ai được tự mình cho phép mình xông ra hết. Trở về chỗ cũ của mình đi, trả thù cho Sứ không phải là liều mạng xông ra, mà phải ở đây, phải thắng trận này. Các anh hiểu chưa? Thôi vô trong hang đi, vô trống với con Thúy, đừng khóc, đừng thèm khóc nữa em. Sứ thành cuộc diễn hành lớn ngay trong đêm nay. Dạ, để tôi trở ra ngoài. Khoan, thêm hai.
có thể nào điều động lính tam sứ qua gần hang hòn được không? Chi vậy anh? Cần tổ chức tiếp tế cho anh em trong hang, làm được thì rất tốt. Được, để tôi bàn với chị em. Tôi sẽ đi bà con. Thank you.
sao ông chạy mau đi? Không về đâu, tôi có trái lựu đạn. Trời ơi, thằng Út mấy cha ơi. Tôi ở lại đây luôn. Chú hai, cất giùm tôi, hãy móc tôi bắt đền chú à. Ờ, mất ta đền trái khác. Tụi tao có thứ này thiếu gì? Ruby thì có thể hút được, nhưng ăn thì phải thật dè sáng, uống thì đỡ khát thôi. Tôi đề nghị giao tất cả những thứ này cho Út Quyên, để cô ta toàn quyền phân phối. Bà Sáu, bà lấy dao bà cắt cổ tôi đi bà Sáu. Bà Sáu ơi, bà lấy dao bà cắt cổ tôi đi bà Sáu ơi, bà Sáu. Bà Sáu không hại thêm đâu, bà con với cô bác thù thằng Xăm thằng Mỹ Diệm chứ không ai thù bà cả sợi. Tôi phải giết thằng Dâm. Cô ơi Thím à, để tôi đưa Thím về nhà nghỉ. Má ơi má. Hồi chiều qua má đi theo mấy con mẹ đàn bà hòn đất dược xét con Sứ làm chi? Nói thiệt không có má ở đó tôi cho lệnh bắn té hết rồi. Cái con Sứ đó thiệt cứng cổ, chém mấy dao cùng đứt, con mẹ nó bạc đầu cũng vậy, bảo Quyền Lân không chịu là không. Má biết không, tụi trong hang chết gần hết rồi, không cơm ăn nước uống chịu gì thấu. Chút nữa trời sáng tụi tôi cho lệnh máy bay lên bỏ bom xăng đốt hang. Đứa nào còn sót ở trong hang cũng phải chung ra hết. À, con Mỹ đâu, sao tôi không thấy?
Cà Mỹ nó đi vô xóm rồi. Anh Tám, thằng Sâm đang ở tại nhà bà già nó. Có mấy đứa theo bảo vệ nó. Một thằng mang theo khẩu tâm xong. Được rồi, Thím kêu bà Du Kích gặp tôi ngay bây giờ, tại rừng dừa. Dạ. Lần này tiêu diệt hết Việt Cộng, tôi đóng bót ở đây, đóng ngay tại nhà của ông già. Ruộng vườn của ông già tôi lấy lại. Ai mận ruộng thì phải nộp lúa ruộng, ai mận vườn thì phải nộp tiền vườn. Mấy năm nay ai giật thì phải nộp thuế, không được thiếu một lúa. Thằng Sâm mày nói đóng bót, nhắm có chắc không? Chắc chứ, nhất định là tôi đóng bót. Cất nhà lại đàng hoàng, má với con Mỹ ở không ăn, khỏi nắng nót, đường đát chỉ chục cực. Lâu lâu tôi cho xe đưa hai người về Rạch Giá chơi. Tôi biểu vợ tôi sắm cho con Mỹ nhiều quần áo tốt. Ờ, để coi coi. Giết được thằng cầm đầu bộ biệt kích ác ôn này thì bọn chỉ huy cuộc hành quân sẽ hoang mang và rối loạn. Từ đó cuộc càng sẽ bị bẻ gãy. Chúc các đồng chí thành công. Tâm à, lâu lâu mày mới về, vậy mày với chú em ở đây ăn với tao bữa cơm nha. Được. Coi có mồi gì tốt cứ mua thêm nha. Dạ. Cứ để đó, không lẽ Việt Cộng trong hang hòn ra giật súng sao mà sợ. Ở cái xứ hòn là sao xài cái gì cũng bằng đất hết, dở quá. Ở trên Rạch Giá bây giờ đâu có ai xài cái thứ đồ ôm chỏ đất này nữa. Còi giống máu ở cổ con sứ nhẽo xuống hôm qua quá. Mời má. Thôi, ăn đi. Chỗ này dành cho con Mỹ. Yêu yêu gió thổi trên đồi, mấy thằng uống rượu là có Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ở tận ngay vàng. Thank you.